2020 Bitches, Alex, Nash, DeBito, Huang in the House, Alter, jetzt wird abgefuckt, man. Let's go. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đề về phương pháp chứng minh phản chứng của mình. Ở ngày hôm nay mình muốn đưa cho các bạn đến dạng thứ tư. Dạng này mình có đọc tài liệu và mình muốn các bạn phân biệt giữa cách chứng minh phản chứng nhưng mà dùng mệnh đề phản đảo. Cái này thì không được rõ ràng lắm nhưng theo mình nghĩ thì vẫn nên giới thiệu cho các bạn. Ở bài ngày hôm nay thì mình chỉ giới thiệu một ví dụ thôi và kể cả các bài sau thì mình cũng không đi sâu vào cái phần mệnh đề phản đảo này. Nhưng mình vẫn muốn các bạn tiếp cận đến cách chứng minh phản chứng bằng mệnh đề phản đảo. Thế nội dung của chứng minh mà dùng mệnh đề phản đảo là như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là chứng minh dùng mệnh đề phản đảo cũng là một trong những phương pháp chứng minh phản chứng và hay được dùng. Thì cơ sở của phương pháp này thì chính là A suy ra B thì ta chứng minh rằng là không B suy ra không A, có nghĩa là phủ định của B suy ra phủ định của A. Như vậy, phương pháp chứng minh dùng mệnh đề phản đảo hay phương pháp chứng minh phản chứng được có giống nhau không? Đó, trả lời được câu hỏi này thì coi như chứng tỏ chúng ta đã hiểu. Đúng không? Các bạn sẽ thấy là phản đảo thế là một tập con của phản chứng. Đúng không? Đấy, mình trả lời luôn rồi. Thế bây giờ chúng ta cùng đến với một ví dụ. Ví dụ này thì mình dùng phương pháp chứng minh phản chứng. Bài tập này thì mình đã trình bày rồi. Mình đã vẽ hình rồi, mình làm rồi. Bây giờ chúng ta thử đọc hiểu thôi. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chứng minh bằng mệnh đề phản đảo. Sau đó các bạn sẽ ngẫm và so sánh nhé. Thế thì chứng minh phản chứng thì chúng ta sẽ giả sử điều ngược lại. Là ở đây, quên mất mình chưa đọc đề đúng không? Ví dụ là cho tam giác ABC có góc B bằng góc C thì chứng tỏ rằng là cạnh AB bằng cạnh AC. Đó. Mình chứng minh phản chứng là giả sử điều ngược lại là cạnh AB không bằng cạnh AC. Thì không mất tính tổng quát, mình sẽ giả sử cạnh AB lớn hơn cạnh AC. Thì đối với một trong những cái phương pháp để làm những cái bài tập liên quan đến đến phần hai tam giác bằng nhau ở lớp 7, ở trong chương 2 thì chúng ta hay kẻ thêm đường phụ, vẽ thêm các tam giác cân, tam giác đều, hay là kẻ thêm những cái đường đoạn bằng nhau ấy. Đó, đúng không? Thì ở đây mình sẽ dùng cái tư duy như vậy. Là khi đó trên cạnh AB mình sẽ lấy thêm điểm D sao cho BD bằng AC. Thì và điểm D sẽ không được trùng điểm A. Bởi vì nếu mà D trùng A rồi thì coi như bài toán được giải quyết luôn. Đúng không? Bài toán được giải quyết luôn. Xét tam giác ABC và tam giác DCB thì có 3 dữ kiện thì các bạn sẽ thấy rằng nó tương ứng thôi. Ví dụ nhé, cạnh AC này. Ở đây cạnh AC. Ví dụ hai tam giác tương ứng mà AC với DB này, được chưa? Cạnh góc C bằng với góc B này. Đó, và cạnh BC là cạnh chung. Cạnh BC là cạnh chung. Đấy, cạnh BC là cạnh chung. Thì hai tam giác này bằng nhau trong trường hợp cạnh góc cạnh thật. Đúng chưa? Bởi vì là cạnh AC này theo thứ tự cạnh này, góc này, cạnh này, đúng không? Còn trường hợp bên kia là gì? Cạnh này, góc này, cạnh này, đúng chưa? Hai tam giác này bằng nhau. Nếu hai tam giác này bằng nhau thì sẽ xảy ra điều vô lý là đỉnh D này bắt buộc phải trùng A, đúng không? Mà là điểm D thuộc AB mà D lại trùng A thì vô lý rồi. Như vậy là điều giả sử của mình là sai. Vậy mình đã chứng tỏ xong cách chứng minh bằng phản chứng. Thế bây giờ phản đảo thì như thế nào? Phản đảo thì nó sẽ hơi khác một tí về phần mặt chứng minh tư duy. Chứng minh là các bạn sẽ thấy rằng là ngay từ cái phần xác định mục tiêu, mình xác định luôn là khi mình giả sử điều ngược lại vẫn giống phản chứng đúng không, thì ta cần chứng minh rằng góc B khác góc C. Bởi vì là phản đảo mà, không A không B suy ra không A thì dẫn tới việc là không B là AB khác AC thì phải suy ra được không A là góc B khác góc C. Đúng không? Được chưa? Thế thì mình cũng sẽ trình bày luôn cho các bạn. Như thế này. Nó, theo mình nghĩ thì cũng không được hay ho cho lắm. Mình không thấy hay thôi, nhưng hy vọng các bạn sẽ thấy hay. Đúng không? Rồi. Giả sử AB khác AC, ta cần chứng minh góc B bằng góc C nhé. Được chưa? Rồi không mất tính tổng quát thì mình sẽ lấy cạnh AB lớn hơn cạnh AC. Mình dùng hình trên này thôi. Đó. Thì khi đó trên cạnh AB tồn tại điểm D không trùng với A sao cho DB bằng AC. Mình lấy thêm giống hệt như bài trên. Và hai tam giác ABC và tam giác DCB không bằng nhau.
không bằng nhau, bằng mắt thường mình thấy không bằng nhau. Mà không bằng nhau thì không thể trùng khít lên nhau, dẫn tới việc là góc ACB khác góc BBC. Đúng không? Góc DCB khác góc D DCB khác góc D BC. ACB góc ACB khác góc DBC. Rồi, vậy suy ra nghĩa là góc B khác góc C. Mà nếu góc B khác góc C thì chứng tỏ là điều phải chứng minh thôi, bởi vì mình dùng mệnh đề khoản nào mà. Đó. Thì cái cách này thì theo mình nghĩ thì cái tư duy của nó cũng sẽ tương đối là hay. Bởi vì là mình nhìn nhận thấy rằng hai tam giác này không thể bằng nhau được. Không thể bằng nhau. Tam giác ACD không thể bằng tam giác DBC được. Thì dẫn tới việc là góc C này không thể bằng góc B. Mà không thể bằng thì dẫn tới việc là điều phải chứng minh thôi, là sai thôi. Bởi vì theo tư duy logic về phản đảo thôi, đúng không nào? Ok, thế bài ngày hôm nay của mình xong rồi. Đã xong. Nhưng thực sự là mình cũng không kỳ vọng là tất cả các bạn đều có thể hiểu rõ được giữa phản đảo và phản chứng. Bởi vì thực sự ấy, thì phản đảo nó là một trong những cái mệnh đề logic của cái tư duy. Đúng không? Thì trong đó thì mình cứ nói gộp chung lại thì phản chứng, phản đảo có trong phản chứng thôi. Đúng không? Và các bước để làm bài tập thì mình vẫn tư duy theo những cái bước thông thường, là bước 1 giả sử điều ngược lại. Sau đó bước 2 là từ điều giả sử đấy mình sẽ suy ra một cái tính chất là mâu thuẫn gì đó. Thì chính là cái mâu thuẫn là góc B khác góc C chính là mâu thuẫn đấy. Đúng không? Nhưng mà nếu những bạn nào mà theo toán sâu thì sẽ cố gắng phân biệt. Còn không thì chúng ta cứ làm theo đúng 3 bước như vậy cho nó đơn giản. Được không nào? Ok, thế bài ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy bổ ích hoặc các bạn thấy hay hoặc muốn động viên mình thì nhớ like và subscribe mình nhé. Bài ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các ngày tiếp theo. Nhớ like, share, subscribe mình nhé. Bye bye.